xin chào nhà thì hôm nay mình chia sẻ cho cô bác anh chị cái gói kích nụ mai vàng à, kích nụ mai vàng ha nbk te à, kích nụ mai vàng à, thì phân chuyên xử lý qua ra qua nghịch mùa ha à, phân quá à, mầm qua ha à, hạn chế tỷ lệ mầm ngủ tối đa à, kích thích ra qua đồng loạt ha ra qua thì muốn thì một gói này nó có một ký một ký nó có bốn gói nhỏ à. Thì đối với những cái cây nào mà mai tàn giống vậy của anh chị kích nụ ha Tàn đầy đủ xung khỏe thì mới kích à, Thì anh em miền Bắc thì vừa phun vừa tưới Tháng 6 âm lịch ha Anh em miền à, Trung thì tháng 7 âm lịch Anh em miền Nam thì rằm tháng 7 âm lịch Vừa phun vừa tưới bốn lần 7, 7 ngày một lần ha à, Phun thì phun buổi chiều Tưới thì tưới buổi sáng bốn lần ha Rồi bắt đầu chuyển qua cái thằng nuôi nụ Thôi xin chào ha Chúc cả nhà ạ